xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, ông Lê Trọng Thuần, giám đốc kinh doanh tổng công ty cấp nước Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạng một thành viên Sawako, đã cung cấp thông tin cụ thể về trường hợp ông Nguyễn Quốc Huy, ngụ quận 3, nhận hóa đơn tiền nước tháng 2 năm 2024 hơn 57 triệu đồng tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Trọng Thuận cho biết, địa chỉ cấp nước này thuộc quản lý của công ty cổ phần cấp nước gia đình và kỳ hóa đơn tiền nước tháng 1 năm 2024, nhân viên đến đo đồng hồ nước nhưng gia đình đi vắng. Phía công ty lấy mặc định lượng nước sử dụng những tháng trước đó để ra hóa đơn. Đến kỳ tính hóa đơn tháng 2, nhân viên đã tiếp cận đồng hồ nước của hộ gia đình này và thấy khối lượng sử dụng nước tăng lên như trong hóa đơn. Nhân viên của công ty sau đó đã kiểm tra rà soát hệ thống đường ống dẫn nước, hệ thống nước trong ngôi nhà, kiểm định đồng hồ nước. Trong trường hợp này, công ty cổ phần cấp nước gia đình áp dụng phương án tính hóa đơn nước kỳ tháng 2 vẫn bằng trung bình các kỳ trước là khoảng 20 mét khối. Sau khi có kết quả kiểm định đồng hồ nước, chúng tôi sẽ thông tin tới khách hàng và đưa ra hướng xử lý tiếp theo để đảm bảo khách quan cho khách hàng, ông Lê Trọng Thuần cho biết thêm. Trước đó, ông Nguyễn Quốc Huy, ngụ 490 Lê Văn Sĩ, quận 3, tá hỏa khi nhận hóa đơn tiền nước tháng 2 hơn 57 triệu đồng. Theo ông Huy, tháng 1, trước Tết, nhân viên đến đo đồng hồ nước nhưng gia đình đi vắng. Phía công ty lấy mặc định lượng nước sử dụng những tháng trước đó để ra hóa đơn và tính toán lại sau. Tháng 2, khi nhận mức phí sử dụng nước trên, ông Huy quá bất ngờ với số tiền 57 triệu đồng tăng đột biến, tương đương 3.000 mét khối. Trước đó, trung bình mỗi tháng, gia đình ông sử dụng khoảng 20 mét khối nước so với số tiền hơn 200.000 đồng. Ngày 20 tháng 3, ông Huy đã làm việc với công ty cổ phần cấp nước gia đình về hóa đơn nước gia đình trong tháng 2, bởi ông nghi ngờ đồng hồ nước có vấn đề mới xảy ra chuyện hy hữu như trên.